Mến chào các bạn trở lại với channel Daily AZ. Thưa các bạn, trong một số trường hợp, những bức ảnh kỳ ảo trên mạng thường đều đã được Photoshop. Nó được chỉnh sửa kỹ lưỡng qua rất nhiều hiệu ứng, thậm chí cắt ghép công phu và tỉ mỉ nhìn như thật nếu bạn không phải là một chuyên gia. Nhưng ở một số trường hợp khác, các bức ảnh chỉ đơn giản là được chụp bởi một tay nghiệp dư hoặc thậm chí một người bình thường nào đó giơ điện thoại lên chụp. Nhưng kết quả những bức ảnh đó rất ảo, như là được làm giả vậy. Mời các bạn đến với video 10 bức ảnh ngoạn mục bạn sẽ không tin là nó có thật. Đường ngang đôi. Đây là chuyện xảy ra ở Nhật Bản sau một dư chấn mạnh. Con đường đã nằm trên một vết đứt gãy và bị chia đôi. Và rõ ràng, bạn có thể thấy người Nhật làm đường tốt đến mức nào, bất chấp con đường nằm trên một nền đất không ổn định. Đường xuống địa ngục. Vâng, không có bất kỳ con đường nào để đi thẳng xuống địa ngục lửa cả. Thực tế là ở Stockholm, Thụy Điển, một dự án thành phố ngầm tiêu biểu rất công phu, dự kiến sẽ sớm hoàn thành trong thời gian tới. Mây trong nhà. Nhìn có vẻ là như vậy, nhưng đây là tác phẩm của nghệ nhân Bernard Smy. Ông đã khéo léo kết hợp nhiệt độ và độ ẩm ở mức thích hợp nhất ở trong phòng để tạo ra được một làn sương nhân tạo tuyệt vời như thế này. Núi phát sáng. Một ảo giác quang học khá thú vị, khi tất cả ánh sáng lụi tàn, toàn bộ khung cảnh trở nên tăm tối, thì ngọn núi cao vẫn hứng được rất nhiều ánh sáng mặt trời đang lặn và phản chiếu ra xung quanh, tạo cảm giác rực rỡ, kỳ ảo hiếm có tại công viên quốc gia Montana. Quỷ trôi dạt. Đây không phải là quái vật hồ Loch Ness hay một con quỷ biển khổng lồ nào hết. Nó đơn giản chỉ là xác một con cá voi đang bị trôi dạt vào bờ. Cá mập kỳ dị. Một nhóm các nhà nghiên cứu đang cố gắng bắt con cá mà họ đã dán nhãn và thiết bị theo dõi để thu nhập các dữ liệu quan trọng. Thì điều này xảy ra, trong khi con cá nhám gốc dài gần 1 mét bị dụ dỗ bởi mồi câu, thì con cá mập hổ chú ý tới con cá nhám. Như những gì những nhà nghiên cứu chỉ ra, con cá mập sẽ nuốt gọn những con cá khác chỉ bằng một cú ngoặn khổng lồ. Mèo nửa đen nửa vàng. Đây là giống mèo hai màu cực kỳ hiếm, được tìm thấy từ năm 2009, được gọi là giống Venus. Có thể giống này được hình thành bởi DNA của hai giống mèo riêng biệt. Sóng vuông. Những cơn sóng này được hình thành bởi các hướng gió chạy vuông góc nhau. Không dành cho người sợ độ cao. Anh chàng này có biệt danh là Hot Nitty, một tay khá điên cuồng có sở thích trèo lên đỉnh cao nhất của mọi tòa nhà chọc trời. Và các bức ảnh anh ta chụp lại sẽ khiến những người sợ độ cao phải choáng váng. Nhà Lego. Nhìn giống như nhà của xứ sở Lego hoặc một cảnh trong phim hoạt hình nổi tiếng nào đó. Nhưng thực tế đây là khu phức hợp San Buena Ventura tại Iztapaluca, Mexico City. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Daily AZ. Mời bạn like và share để ủng hộ kênh và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào, chúc các bạn một ngày may mắn.